trồng rau sạch bằng bã cà phê kết hợp với phân trùn huế mà cái video trước đó mình đã có chia sẻ. Và bây giờ cùng mình xem lại hậu quả nó như thế nào đây. Các bạn ơi, bã cà phê với phân trùn huế sau hơn 2 tuần thì cái rau nó xanh tốt như vậy nè. Nhưng vì trồng rau sạch, ngoài trời thì không có lưới che chắn, đã tạo điều kiện cho một số con vật nhỏ bé tấn công, cắn xé cây rau của mình một cách không thương tiếc. Có nên lấy cây đập nó, lấy dao chém nó, hay phải mua thuốc sâu về tạt vào mặt nó? Những lỗ nhỏ nhỏ trên lá nè, hoặc là có thể quan sát kỹ hơn thì sẽ thấy những cái đốm đen đen nằm rải rác trên cái mặt lá, thì những cái đó tính là phân của con sâu á. Rồi bây giờ thì mình tìm kiếm bắt sâu đây. Ở đây thì mình không đập nó nè, cũng không có lấy dao chém nó, cũng không có mua thuốc trừ sâu về xịt nó đâu. Nhưng mà khi mà thấy con nào thì mình bóp chết con đó nha. Rồi đây, con sâu rau nhỏ xíu xìu xìu đây. Này tôi không biết kêu là con sâu gì, tại tôi thấy nó ăn rau của tôi kêu nó là con sâu rau. Xạo chúa. Rồi, bây giờ thấy con nào bóp chết con đó thôi. Đó, thấy chưa? Nó nhỏ xíu như vậy nè, mà nếu mà không phát hiện mà bắt nó thì để lâu là nó ăn không còn cọng rau luôn, không tới phiên mình ăn đâu. Mà tôi nghĩ là đây là chắc là còn nữa. Không chỉ có một con đâu, tìm tiếp đây. Thank you.
một tay vạch lá, cũng một tay đó bắt nó, cũng một tay đó bóp nó, tay còn lại thì cầm điện thoại quay, cho nên nó hơi lắc một tí, các bạn xem thông cảm giúp mình nha. Nhỏ xíu xíu à, khó bắt muốn chết, lại sợ bị gãy cây gao nữa. Nãy giờ được ba con này là con thứ tư rồi các bạn ơi. Giết bốn con sâu rồi, mà cái này là mình nghĩ là sẽ còn nữa, nhưng mà bởi vì nó nhỏ quá cho nên là mình khó có phát hiện được. Thôi thì cứ để dành ít bữa nào nó lớn lớn mình thấy con nào mình bắt con đó. Còn
Và cuối video thì mình xin phép là kết thúc video tại đây. Mình xin chúc cho tất cả các bạn có nhiều sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tụi nha.